chào quý vị. Đây On từ công ty du lịch Yes Travel. Mình đang đứng tại một trong những cái ngôi chùa rất là cổ kính vào thế kỷ thứ 16. Đây gọi là Tichin Phanon. Đây là cái nơi mà thầy Kempo Pala là người giống như là thầy giáo để dạy cho 283 vị tu sĩ từ 7 tới 18 tuổi tại đây. Nếu quý vị nào có nhu cầu hay là ước muốn cho con mình vô tu viện để học hỏi, thứ nhất về Phật Pháp, thứ hai về tính chất của con người, và thứ ba để làm sao để giải thoát, thì đây là một trong những nơi mà quý vị nên có cơ hội nào đi tới Bhutan, hãy ghé chân tại đây. Đó là những lời chia sẻ. Quý vị thấy ở đằng sau của anh, đó là Bhutan.